Thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh Học tiếng Anh phổ thông cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 5 các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta đã sang phần speaking rồi, phần luyện nói rồi. Phần speaking của chúng ta hôm nay có 4 cái bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài thứ nhất. Bài thứ nhất là người ta cũng tiếp tục chúng ta đề nghị chúng ta là làm việc theo từng cặp này. Hỏi và trả lời những câu hỏi về những cái việc sử dụng của những cái phát minh hiện đại này. Có nghĩa là hỏi và trả lời về những cái sử dụng của những cái phát minh hiện đại. Và bây giờ là người ta gợi ý cho chúng ta một câu hỏi và một câu trả lời. Các bạn để ý đây nha. Có thể các bạn dùng can hoặc có thể các bạn dùng could đều được. Và mình khuyên các bạn nên trong giao tiếp lịch sự thì chúng ta ưu tiên dùng cái từ could này nhiều hơn các bạn ha. Đó, nó lịch sự hơn. Rồi, các bạn để ý nè. Could you tell me what a cell phone is used for. Rồi, các bạn để ý này, cái cấu trúc là what for này các bạn này. Đây là một cái cấu trúc rất là cơ bản trong tiếng Anh. Đây là một cấu trúc mà thường các bạn, nhiều bạn không có để ý. Và bây giờ mình sẽ nhắc các bạn nhớ lại là cái gì đó để làm gì đó. Đó, để làm gì nhớ cái chữ gì này. Có nghĩa là bạn có thể nói cho tôi biết cái phía trước này là ta biết rồi. Ok, ta nắm từ cái chỗ what for này các bạn nha. What, rồi đương nhiên sẽ có cái chủ ngữ và có từ để hỏi và có động từ chắc chắn rồi. Một cái chiếc điện thoại di động được dùng để làm gì? Đó, một chiếc điện thoại di động được dùng để làm gì? Cấu trúc what for là để làm gì đó. Các bạn nhớ cho mình nha. Đó, cái cấu trúc này thì các bạn đã gặp rất là nhiều rồi. Bây giờ chúng ta gặp lại thôi. Vậy thì nguyên câu này thì các bạn biết rồi. Bạn có thể nói cho tôi biết một cái chiếc điện thoại được dùng để làm gì? Đó. Rồi, khi người được hỏi thì người ta có thể thêm từ well hoặc người ta có thể không có từ này cũng được. Cái này không quan trọng lắm. Ok. Người ta chỉ đi thẳng vô vấn đề luôn. It is used to talk to people when you are away from home. Nó được dùng để nói chuyện với những người khi bạn đi ra khỏi nhà. Có nghĩa là bạn đi ra khỏi nhà và mang theo một cái chiếc điện thoại di động theo đó, thì người ta gọi cũng như bạn gọi và người ta sẽ trả lời, đúng không nào? Và bản thân người ta gọi đến mình sẽ trả lời. Rồi, như vậy là các bạn đã thấy được một câu mẫu như thế này rồi. Và bây giờ người ta đề nghị mình là tiến hành thực hiện những cái cuộc hội thoại tương tự. Những cuộc hội thoại tương tự, nhớ là cái này là tương tự nha các bạn nha. Về cái việc sử dụng cái gì? Đây, các bạn nhìn đây. Về cái việc sử dụng những cái thiết bị phát minh đây. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ gợi ý các bạn trước khi chúng ta làm nha. Những cái thiết bị này là người ta có những cái gợi ý nhất định cho chúng ta rồi. Đây, các bạn nhìn đầu tiên là radio. Radio thực ra bây giờ nó dần hiện tại năm 2019 này đó các bạn. Là một cái radio đó, chúng ta hay nói là gần như bây giờ nó được tích hợp vô trong các thiết bị điện thoại rồi, laptop rồi, rồi máy tính rồi, computer rồi, có hết rồi. Chứ thực ra một cái radio bây giờ rất là hiếm thấy các bạn ha. Dần dần những thiết bị rời rạc như thế này nó sẽ bị không còn nữa. Nhưng đây, cách đây mấy chục năm nó là một phát minh vô cùng quan trọng các bạn ha. Một phát minh lớn của loài người đó. Rồi, vậy thì sao các bạn? Thì đương nhiên nó phát minh lâu rồi, nhưng ý là mấy chục năm trước là cái vai trò của nó rất là lớn. À, cái radio này dùng để làm gì? Để nghe cái gì? Nghe tin tức này, nghe nhạc này, học ngoại ngữ này các bạn. Rồi, như vậy là mình cũng chia sẻ với các bạn một xíu. Hiện tại các bạn có rất nhiều công cụ để các bạn có thể học ngoại ngữ. Nhưng ngày trước thầy á, là 20 năm trước của thầy á, là có thể nói là thầy học ngoại ngữ vô cùng là khó khăn các bạn. Hồi đó internet rồi nó chưa có phát triển như bây giờ và thầy học ngoại ngữ là ít có được nghe nói lắm các bạn. Sau này thầy mới chủ động nhờ có internet mà thầy mới tiếp cận học ngoại ngữ và thầy mới bắt đầu giỏi dần lên như thế này đó các bạn. Rồi, không phải thầy giỏi, thầy xin lỗi nha. Nhưng ý thầy nói là thầy đỡ dốt, dùng từ đỡ dốt hơn so với ngày xưa đi, cho nó dễ nghe. Chứ bảo thầy làm gì này, thầy nói thầy giỏi kìa. Nhưng thôi, thầy giỏi so với thầy trước đây là được, đúng không các bạn? Đó. Vậy thì mỗi khi mình muốn làm việc với các bạn, mình cũng chia sẻ các bạn một điều thế này. Mình cũng đừng có cạnh tranh với ai hết. Mình cũng đừng có lấy người khác làm cái gì đó mà mình buồn bã, mình không bằng người ta không. Các bạn đừng như vậy, đừng so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời người khác. Mà hãy là gì? Be yourself and confident in yourself là cái gì bạn? Hãy là chính mình và tự tin về chính mình. Đó, be confident
in yourself, đó các bạn nhớ cho mình nha, là luôn luôn hoàn thiện từng ngày, và ta của ngày hôm nay tiến bộ hơn so với ta của ngày hôm trước, và ta của ngày hôm sau phải giỏi hơn ta của ngày hôm nay. Thế là ta đã sống một cuộc đời hạnh phúc rồi các bạn ha. Đó, đừng bao giờ so với người khác mà ta cảm thấy buồn bã, nhớ cho mình nha. Rồi, thôi mình lang mang một xíu thôi các bạn ha. Đôi lúc làm việc với các bạn mình cũng muốn chia sẻ một vài cái suy nghĩ cảm cảm bản thân của mình. Sau này mình sẽ có những cái video chuyên về chia sẻ những cái trải nghiệm cuộc đời của mình để cho các bạn chia sẻ, mong các bạn có được một cuộc đời tốt hơn và hạnh phúc hơn, ok các bạn ha. Rồi, đối với cái radio là như vậy rồi. Bây giờ đến cái thứ hai là cái TV, là television á. Watch là xem TV nè, xem tin tức nè, xem các cuộc trình diễn nè, xem các trận bóng đá nè, thậm chí là học ngoại ngữ nè các bạn ha. Rồi, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn phát âm nha. Rồi, cái fax machine này là cái máy phát đó các bạn, là dùng để gì? Để gửi và để nhận, để gửi và để nhận thư từ nè, hình ảnh nè, một cách nhanh chóng luôn. Rồi, cái electric cooker này là cái nồi cơm điện, dùng để nấu cơm, nấu thịt, nấu cá, nấu rau vân vân, dùng để giữ thức ăn cho nè, giữ thức ăn, giữ cơm cho ấm này, đó ok, giữ nóng á. Rồi cái máy điều hòa air conditioner là giữ cho không khí mát và cho không khí ấm. Khi gì? Khi trời nóng là giữ cho không khí mát, mà khi trời lạnh thì giữ cho không khí ấm. Đó, như vậy là chúng ta đã có đầy đủ những cái gợi ý để chúng ta nói cái bài tập số 1 này rồi, đúng không nào? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ giúp các bạn hoàn thiện các câu nói về cái một câu hỏi, cái đoạn hội thoại, từng cái đoạn hội thoại các bạn ha. Một người hỏi, một người trả lời cho các bạn ha. Đây, các bạn bắt đầu. Rồi, có những chữ khó thì mình cũng đã phiên âm quốc tế cho các bạn. Ví dụ như cái này, conversation. Conversations, nhớ có S là thêm G phía sau này. Conversation là những cái cuộc hội thoại đó các bạn. Đó. Rồi, conditioner. Conditioner là gì đó? Là cái máy điều hòa đó các bạn. Đó, ok nha. Còn đương nhiên phải có cái air ở phía trước máy điều hòa không khí đó các bạn ha. Máy điều hòa nhiệt độ đó. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đầu tiên. Could you tell me what the radio is used for? Nhớ cái chỗ là ED lúc này được phát âm là T, các bạn nhớ cho mình nha. Used nha. Could you tell me what the radio is used for? It is used, còn không các bạn đọc là it's used to listen to news, music, and it is used to learn foreign languages. Rồi, nó được dùng để nghe tin tức, nghe nhạc, và nó cũng được dùng để học ngoại ngữ, những cái học những cái tiếng nước ngoài đó các bạn. Cái foreign languages đó các bạn nha. Rồi, tiếp tục. Và cái bạn A tiếp tục hỏi and TV, còn cái TV thì sao các bạn? Rồi, bạn B trả lời it's used to watch news, perform này các bạn này, performances này các bạn để ý này, nếu mà nó là danh từ các bạn để ý nhấn âm hai này nha, chứ không phải âm đầu đâu, mình nói lộn đó, performances đó. Còn bình thường nếu nó không có e số nhiều là performance đó, performance đó. Còn nếu có số nhiều là performances đó. Football matches and it is used to learn foreign languages đó. Rồi, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba, các bạn ba, cái bạn A tiếp tục muốn hỏi could you tell me what the fax machine is used for? À, bạn có thể nói cho mình là cái máy phát dùng để làm gì? Thì các bạn B sẽ trả lời well, it's used to send or receive letters and pictures quickly. Ồ, nó được dùng để gửi hoặc nhận những lá thư hoặc những hình ảnh rất là nhanh chóng. That, cái bạn A nghe như thế, bạn A nói that sounds great. An electric cooker. Điều đó nghe thật là tuyệt vời. Thế còn cái những cái nồi cơm điện thì sao nhỉ? À, bắt đầu cái bạn A mới bạn B nói là it is used to cook rice, meat, fish, vegetables and it is used to keep food or rice warm. À, nó được dùng để nấu cơm, nấu thịt, nấu cá, nấu rau vân vân, và nó được dùng để giữ cho thức ăn hoặc là giữ cho cơm được ấm, được nóng đó. Just
One more question. What about air conditioner? À, bạn A thấy hỏi nhiều quá, bạn A thôi, bạn nói thôi. Chỉ có hơn một câu hỏi nữa thôi, thêm một câu hỏi nữa thôi, thêm một câu nữa thôi. What about air conditioner? Là thế còn cái máy điều hòa không khí thì sao nhỉ? Ồ, bạn B trả lời. It is used to keep air cool when it is hot and warm when it is cold. Ồ, nó được dùng để giữ cho không khí mát khi trời nóng, giữ cho không khí ấm khi trời lạnh. Ồ, bạn A sau khi nghe trả lời đầy đủ rồi, bạn A trả lời thanks so much. Cảm ơn rất là nhiều. Khi người ta cảm ơn mình thì mình phải nói sao? You are welcome, hoặc là don't mention it, hoặc là my pleasure, hoặc là not at all. À, rất là hân hạnh. Ồ, không cần đâu, không khách sáo đâu. Tôi rất là vui, không sao đâu. Đó, như vậy đây là tất cả những cách chúng ta có thể đáp từ cho cái từ cảm ơn của người ta. Thanks so much, thưa các bạn ha. Rồi, như vậy là cái bài tập nói thứ nhất này chúng ta cũng đã được làm rất là nhanh chóng, rất là hay các bạn ha. Rồi, hy vọng các bạn thấy video này tốt cho các bạn, và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn ha. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn các bạn các video tiếp theo. Chào các bạn.